Nàng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nàng Cao Nguyên đang có mặt tại thôn Sán Xỉ Lủng A. Thì hôm nay Nàng Cao Nguyên sẽ đi vào để xem bên chỗ nhà em Lầu Mí Xính làm cái chuồng lợn như thế nào rồi mọi người ạ. Thì lời đầu tiên cho Nàng Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị cô chú mạnh thường quân đã hỗ trợ gia đình em Lầu Mí Xính. Thì lần trước ấy, thì mình đã cùng em Lầu Mí Xính là đi mua một con bò cho em ấy rồi. Thì bây giờ là còn 3 triệu đồng là của anh ở trong Đồng Nai, thì anh hỗ trợ cho em Lầu Mí Xính để sửa sang lại cái chuồng lợn để cho đảm bảo cho cái mùa đông này. Thực ra bây giờ cái mùa đông ở trên vùng cao rất là lạnh, mà đặc biệt là cái khí hậu thời tiết ấy, sự hay sương mù, sương gió mà bây giờ đang dịch nữa, nên là mình cũng muốn là làm một cái chuồng để đảm bảo cho em ấy. Thì mình đang có mặt ở chỗ nhà anh Chứ, bí thư chi bộ, không biết là anh có ở nhà không. Ấy, chào anh em nhé. Ấy, chào Chứ nhé. Trai, ra đây khỏe không Chứ? Á, bình thường á. Thế các em đi học hết rồi à? Đi học hết rồi. Thế hôm nay mình có đi làm đường nữa không? Trên kia kìa. Hôm nay không làm. Mấy ngày ta lạc qua sông rồi. Làm xong hết rồi gì? Đang chuẩn bị đập đá. Đang đập đá gì? Chuẩn bị để ngày mai ngày kia xong đập đá, nhưng mà cọc ngựa này nó ta bị ố xong, mình với để 1-2 ngày cho nó kỳ việc xong với đi được. Thế à? Thế con lợn ở nhà lợn gà lớn chưa? Con dê có ăn không? Có. Có à? Thế hôm nay không đi làm gì đâu gì? Không có việc gì. Anh Chứ có ở nhà không? Anh Chứ chắc là không ở nhà nữa. Anh Chứ không ở nhà. Thế hôm nay là đang mọi người đang làm chuồng ở trên này đúng không? Đúng rồi. Hôm quê đã giúp đỡ nó máy cây nó về làm. Hôm quê đang giúp đỡ nó đi trả đường ba cây để mình sửa sang lại cái chuồng thôi, vì có 3 triệu nên là hay nó là cháu con đứa của bác, nhưng mà nó cứ bảo chú là không có cây nào. Nhưng mà mình phải suy nghĩ xong, mình làm một lần thì phải sửa cho cây to một tí nữa. Đúng rồi, sửa cho nó đảm bảo, vì có 2 con lợn cơ mà. Đúng một rồi. Con lợn cái to lắm rồi ấy. Đúng rồi. Xong thì với em với cho một cây cú cho nó về đấy, lạt đánh to xong mới được. Thôi bà con mình giúp nhau một tí nhỉ. Thế anh cảm ơn nhá. Rồi, cảm ơn anh nhá. Thì đi lên nhà Chứ chơi một tí đi, nhanh, lâu lắm không lên nhà chơi rồi, đi lên lên. Rồi thế anh đi nhá. Anh đi Chứ. Chết, mình phải lấy cái ba lô, quên. Ba lô toàn để xe, xong nhiều khi cứ để đây quên, là gặp các cháu nên là nhiều khi là các cháu cứ chạy theo, lại không có bánh kẹo. Sao lạnh như này lại mặc cái áo mỏng này Chứ? Không lạnh à? Thế cái quần áo hôm trước là các anh chị cô chú tặng cho đâu? Mình đâu? Mình sao mình lấy mặc vào? Hả? Mặc vào đỡ lạnh, mặc phong phanh này ốm thì làm sao? Ốm thì lấy ai chăn lợn chăn gà nữa. Ôi, nhìn nhận thời tiết này kinh khủng luôn đấy. Em chơi có hay về nhà không? Chơi cuối tuần mới về thôi gì? Cũng không về. Ở ngoài huyện à? Đấy, lâu lắm mới gặp, mấy lần anh vào nhà không thấy em đâu cả. Xem là trâu bò lợn gà đã lớn chưa nhá. Ui giời, lạnh thật đấy. Dạo này nhà cửa có vệ sinh sạch sẽ không?
Đâu, em khóa cửa rồi à? Chắc là sợ sáng mai thì không về, ngủ ở bên kia không giữ được. Thế ai khóa cửa? Chắc là em, của anh sao? Đấy, khóa đâu. Đấy, nhà cửa rồi. Đấy, mấy này mình ăn xong thì mình phải dọn đi chứ. Chắc là tối hôm qua, chắc là hai em hay sao ấy. Ná với lại là nô ăn à? Ừ thì mình ở nhà thì có gì dọn hộ các em đi học rồi mà, đúng không? Đúng rồi, nhưng mà đấy, xem nào. Đấy, nồi cơm này, nồi mì tôm này. Đấy, thì bây giờ mình tranh thủ mình dọn luôn đi nhá. Mấy cái này xong mình rửa luôn đi, không để nó bẩn, nó mất vệ sinh lắm. Ăn uống vào là bệnh tật vào đấy nhá. Đấy, nhà cửa quét dọn hết được rồi. Nhưng mà vẫn chưa được đâu nhá. Nè, chứ anh bảo này, này cầm giường cầm giấc dép guốc thì mình để gọn vào nhá. Thế nào đấy, quần áo treo lên móc anh mua nhiều lắm mà. Này mấy cái áo này, ví dụ bẩn, áo bẩn thì mình mang đi giặt nhé, vặt xong phơi mình cất đi thì có cái áo khoác mặc, chứ không để này. Ừ, thì mình thôi thì em ở nhà em không làm gì thì em hộ các em nhé. Xong là hộ các em làm vì chúc các em còn đi học rồi mà. Nhờ. Yeah. Ừ. Có đây. Đấy, vẫn còn một ít ngô này, nhờ. Yeah. Đấy, ở trên gác trên này mình cũng phải dọn đi này. Cứ thỉnh thoảng lên ở mình, một anh hôm trước anh dặn rồi mà, một ngày mình phải vệ sinh ít nhất nhà cửa là một lần, đúng không? Đây gạo hôm trước là cho mấy anh em vẫn còn đây à? Hay gạo mới? Gạo mình mua mới à? Gạo kia hết rồi gì? Một bao 50 cân là hết rồi. Ây da, mấy anh em ăn khỏe phết nhỉ. Đang tuổi mới lớn mà. Thế nào? Đây này, xong anh bảo này, mấy cái đằng sau này mình củi kiếc mình cũng dọn sạch đi nhá. Chiều nay anh quay lại mà cứ thấy bẩn như này là xử lý luôn cả bốn anh em nhá. Đấy, mình củi mình gọn vào này, nhà cửa quét sạch sẽ đi. Đây cái củi đấy nữa mình gọn hết cái chỗ củi vào một bên nhá. Đừng để lung tung kiểu này. Đây. Nhưng mà để vào nó ướt gì? Thì mình đây mình dựng vào cạnh này này. Góc này hoặc cái góc bên kia nhá. Đấy, nhà cửa mình nhà đẹp rồi thì mình phải gọn gàng sạch sẽ một tí. Nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Đấy. Hiện tại có nước có về không? Ồ, nước thì vẫn còn đầy bể nước đây. Rồi. Cái bể bên này mọi người xem này. Không có cái mái cái nó bẩn này. Cái bể này mình chỉ dùng để cho chăn lợn, chăn gà, giặt quần áo thôi nhá. Còn ăn uống, đánh răng, rửa mặt là mình dùng nước bể bên này nhớ chưa? Đấy. Đấy. Hoa đào là mọc hết rồi. Năm nay không hiểu sao hoa đào mọc sớm thế nhờ, chứ nhờ. Em Xính bên này đi làm thuê đã về chưa? Chưa. Vẫn làm ở dưới Hà Giang à? Đúng rồi. Ừ. Đấy, mình ở nhà xem chăn nuôi, đi xuống anh xem con lợn nào. Lợn này, con dê này. Thế gà hôm trước mình đã mua về chưa? Chưa mua về, anh bảo mua đi. Mua em chọn gà giống ở địa phương mình, bây giờ nó đang bị dịch. Lợn liếc gà liếc không biết có bị, nhưng mà mình cứ mua giống ở đây về nhá. Nhớ chưa? Ừ. Mua giống về nuôi đi. Không mua mấy con chim một câu nuôi cũng được. Đấy, lợn to phết đấy. Đâu nhỉ, con lợn của em là con nào nhỉ? Con lợn của em là con nào? Ừ. Ừ, con này phải được 4-50 cân rồi đấy. Đâu? Đây, hai con. Đây còn dê bên này nữa. Đấy, chuồng trại là đảm bảo rồi. Nhưng mà mình phải vệ sinh thường xuyên sạch sẽ cả chuồng nhé. Thỉnh thoảng là em phải lấy cái tre ấy. Mình búi vào cái cành tre ấy, búi thành một cái chổi xong mình quét phân phiếc đi nhé. Lợn ở sạch thì bắt đầu nó với vệ sinh đảm bảo nó với khỏe được. Đúng rồi. Ừ.
Thôi anh lên trên nhà lầu mình xính một tí. Tí nữa quay lại nhá. Ờ, đang làm gì? Nó bị ốm nặng quá rồi. Đi ở hộ nó làm việc tí. Ờ, thế em đi xong là tí nữa anh quay lại sau nhá. Ừ. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ lên trên nhà em lầu mình xính xem nào. Rất là sốt ruột, mình chỉ lo là mấy con lợn hỗ trợ cho em bốn anh em một côi là bị dịch thôi. Nuôi bao nhiêu lâu, nhất là bên giống như kiểu bên trên nhà chị Súa ấy, ở thôn Cắn Lủng ấy mọi người ạ. Hỗ trợ hai con lợn cũng to lắm rồi, mỗi con phải 4-50 cân rồi. Thế là bị dịch một cái là chết luôn. Ơi em chào anh nhá. À, thấy anh. Đây là bố của em lầu mì xính. Hôm nay không đi đâu à anh? Ơi chào mọi người nhé. Ơi chào bà. Vâng. Ôi bà ấy chào biếu bà cái bánh này. Này. Sơ sinh ơ. Nó tháo. Bà ấy chào bà biếu bà này. Vâng cháu cho bà mà. Ơ ra bên này xem con bò một tí nhỉ anh nhỉ. Hôm nay mọi người đi lên trên hộ em xính làm chuồng rồi à anh? Lên trên làm chuồng. Ui, sao ở đây không có cửa à? Sao không mở được? À, đang cúng không mở được à? Ui, đấy, con bò này. Đi ra, nhà anh cũng đẻ là có hai thêm con dê con nữa nhỉ? Anh có bán dê không? Dê không bán đâu. Hả? Dê không bán đâu. Bán em một con. Không đấy, con bò lớn nhanh phết nhỉ? Từ hôm đấy, hôm mua về gầy gầy bây giờ béo phết đấy. Nhỉ? Ừ, nhưng mà ăn rau ít ăn bình thường. Ừ. Ờ. Ở đây chúng ta thì toàn phân rau chế là. Đấy, thế là được rồi. Thôi thế em lên trên nhà em xính một tí. Vâng. Đấy, nhà có đàn dê đẹp thật đấy. Dê đẻ lâu chưa anh? Dê đẻ được 1 tháng mà. 1 tháng rồi đấy nhỉ? Ừ. Con bò này khoảng 5 nữa, mấy tháng nữa đẻ rồi ấy nhỉ? Là chửa ấy nhỉ? Đấy, đẻ ra lại được thêm con bò nữa. Con bê con. Ăn miếng no rồi. Đấy, vào đấy cứ thấy là gia súc gia cầm của bà con là lớn to khỏe béo khỏe đẹp này là thích rồi. Ở thôn mình có bị chết nhiều lợn không anh? Ở thôn mình này á? Ừ, bị dịch ấy. Ở thôn mình này không có chết chả chết bà kia hai con. À, có mỗi nhà anh và chết hai con hay gì? Có mỗi nhà anh và thôi. À, là bị dịch bệnh chết à? Ờ, bị dịch bệnh chết. Đấy thì mình phải tránh nhá. Tránh ví dụ như kiểu là không được mua lợn nơi khác mang về đâu, chẳng may là nó bị bệnh là nó lây cho cả xóm đấy. Đúng rồi. Đấy. Chẳng là đi mua lợn chết khác về ăn thì phải là chặt chết à? Vâng, đúng rồi. Thôi em lên trên này đã nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh nhá. Dạ vâng. Úi, mỗi lần về. Thế mà mình cúng là không được mở cửa, lại phải chui qua cái này. Ê rồi, cháu chào bà nhá. Vâng, thôi chào chị nhá. Mỗi lần lên nhà em xính lại được tập thể dục tiếp mọi người ạ. Trời lạnh lạnh mà đi leo dốc này một tí là nóng hết cả người ấy. Bà con kiểu xếp đá này. Hôm nào phải bà con đang làm mình phải tập xếp cái tường đá này mọi người ạ. Không hiểu bà con xếp kiểu gì luôn.
Ôi em chào anh nhá. Dạ vâng, ơi chào Xính nhá. Đang xẻ cột rồi anh. Ơi em chào anh Chính nhá. Ơi chào mọi người nhá. Ơi sao chú cho em này này. Nó tha, nó tha. Sao xinh á nhỉ. Đấy anh chứ vất vả quá nhỉ. Đấy. Đây mình xẻ xẻ này. Ơi em chào anh nhá. Làm hai gian chuồng gì anh? Ở đây rất là phong kha cây quá. Ở đây là cây bà con mình cho hỗ trợ à? Cái này si của bà con xin cho một ít cây. Dạ vâng. Hộ cho gia đình. Thì có gì anh chứ hộ em nhá. Chắc đối tượng dây đấy. Xính nhá, xong là các chú các bác làm là mình cũng phải làm hộ đấy nhá. Ừ. Dạ. Hôm kia thì anh cứ mua được 20 tấn của lô hay lại 7 tấn ván cho ông làm xính. Dạ vâng, thế là bao nhiêu tiền hả anh? Hơn 2 triệu 100 máy đấy. 2 triệu 100 thế em gửi tiền cho anh luôn. Từ, tí nữa anh xem cho người xem. À dạ vâng. Thế hôm đấy thì anh mua trở về. Vâng. Thì dễ hơn. Chỉ còn ván là mình bà con mình cho là thoải mái làm gì đúng không anh? Gì? Ván là cây gỗ ván là bà con cho. Vâng. Cây gỗ ván này thì bà con cho. Dạ vâng. Đủ làm. Dạ vâng. Chỉ thiếu vá sông bá sông quân. Xung quanh thì anh mua được tầm ván ép ấy. À, đủ hết rồi gì anh? Vâng. Chuyển về nhà xính hết rồi. Thế thì anh Chứ ạ. Bên chỗ nhà em xính nhá, cả xính ra đây anh bảo như thế. Anh bảo tí. Trên cỏ tùng kia nhé. Mà đây. Thì anh bảo này, thì anh ở trong Đồng Nai ấy là hỗ trợ cho nhà em 3 triệu để sửa chuồng nhá. Thì bây giờ anh Chứ là đã mua các vật liệu xây dựng cho mình rồi, à vật liệu làm chuồng cho mình rồi. Thì tí nữa cái tiền còn thừa ấy, thì em nấu bữa cơm cho các anh em ăn nhé. Để hộ mình làm mà, mọi người hộ mình làm cơ mà, đúng không? Chỉ còn họ em làm thôi. Ừ. Đấy thì buổi trưa nên nấu cho cơm cho anh em, các anh em ăn nữa. Nhỉ. Yeah. Ôi giời. Cái này là nhọn nồi anh. Mực. Vâng vâng. Pin gì? Cái ở trong cái lõi pin gì? Mọc đê thì mới biết sẽ có đi. Ơ còn em bé kìa. Đây chú cho này. Ừ chứ, chú cho nhá. Đấy, nín ngay. Cái tấm này mình xẻ được tầm khoảng mấy miếng anh? Cái này 3 miếng. Được 3 miếng. Có một miếng cũ nữa thì... Miếng cũ ở trên kia nữa. Xính đi vay một miếng cũ về rồi nữa thì 4 miếng thì đủ một cái chuồn hay ra. Vâng. Là cái chuồn nhỏ mình thôi, cho nó đủ ở... Vâng, nuôi con lợn. Vâng. Bò thì thôi gửi dưới nhà bố cũng được, vì bò mà dắt lên trên này ôi chẳng may đi nó ngã một cái là chết mấy chục triệu đấy. Có đường lên ạ. Ừ thế thì cũng được. Vâng vâng. Cái đường này không đi đường đâu, đây mình đi thôi. Vâng. Anh Chứ là chuyên làm về thợ mộc rồi nhỉ. Chuyên làm gỗ ấy. Cái gỗ cây công này mình phải là thiệt công. Cây thả là thiên thả chứ. Vâng. Cây công mày là thiên thả thì mới cây rồi. Vâng vâng. Mình cứ xẻ ra bà con là giúp sức cùng nhau là giúp đỡ nhau làm như này là vui lắm rồi. Vâng. Giúp đỡ nhau làm cho nó được việc đấy. Bây giờ mình lên trên nhà em Xính, lồng mi Xính xem cái chuồng qua một tí. À đây, hôm qua bắt đầu chặt cây về làm đây này. Ê.
Ây xa. Đấy, đây là cây gỗ này. Là hôm qua mình đi chặt về đây à? Xính. Hôm qua mình đi chặt về. À, chỗ này vừa làm một cái cửa ở đây đúng không? Trước có làm đâu nhỉ? Thế vợ với con ngủ à? Vợ với con đâu rồi? Con lớn thì ở dưới bàn. Ừ. Dưới bà nội à? Ừ. À, úi dồi ôi. Đây cháu bé này. Úi dồi ôi. Ừ, cẩn thận. Ngủ này. Nhìn thử. Đây hôm trước là mua ván đây đúng không? Đây cái tấm ván ép này để... Hay là anh bảo này, cái mấy cái tấm ván cũ ấy mình dỡ ra, mình lấy mấy tấm ván cũ làm cái chuồng lợn, lấy tấm ván mới mình đóng lại cái này. Vâng, nhá. Vâng. Đấy. Đây mấy cái chỗ này này, những cái chỗ nào chưa đảm bảo mình lấy tấm ván mới mình làm nhà nhé. Vâng. Đây lợn nhà em xính lớn lắm rồi, to phết đấy. Con bên này là ở bằng ông ngoại cho nhỉ? À, ông nội cho nhỉ? Không cho vay. À. Mình còn người khác tiền thì mình vay. Đi vay thì? Đi vay tiền về nuôi lớn thì mình bán xong thì trả tiền cho họ. Ừ. Thế cũng được, nói chung cũng được, xong nuôi thêm con này nữa. To phết. Đấy, lợn nó lớn nhanh các bạn ở trên này. Hơi chịu khó một tí nhá. À, anh xem cái đèn năng lượng kia hôm trước là có bây giờ còn sáng không? Đâu? Sao mình để ngoài này? Đang sạc pin gì? À, đang sạc. Thế nào? Úi, sáng phết đấy. Được, nè. Tầm khoảng một ngày đêm sáng vẫn chưa hết pin mà. Ừ, ai ra, được phết nhỉ. Các bạn là em đấu thêm 3 cái bảng điện này vào đúng không? Đúng ạ. Nè, đấu 3 cái bảng pin, cái tấm năng lượng mặt trời vào thì nó sạc nhanh hơn. Đấy. Đây để ra nhờ anh Chứ. Mấy hôm nữa để anh Chứ làm lại hộ cái này này. Xong là cái mái, mình thay cái mái đi. Cái tấm này anh bảo nhá, cái tấm này mai sau mình làm ván mà mình đóng xong rồi ấy, lấy cái bạt này, mình quây xung quanh nhà để cho kín kín cái góc này cho con nhá. Cho con ngủ với vợ ngủ, gia đình ngủ thoải mái. Đây hôm trước vận chuyển lên đây à anh? Đây hết rồi gì? Đây hết rồi. Anh Chứ em bảo là em đang bảo cái tấm mới này này thì mình thay vào mấy cái tấm cũ tường này được không? Đấy, mình lấy mấy cái tấm cũ tường này ra mình làm ở chuồng. Đưa. Đấy. Được. Đấy. Thế là máy kia nó để cho nhà nó mới một tí. Cho máy nguyên để thay. Nè. Thay độ cái cũ về là chuồng. À dạ vâng. Thì đưa cái mới bán nhà. Dạ vâng. Được. Đấy, thế làm lại cái chuồng mình làm rộng hơn ra một tí nhỉ. Này phải đập đá đi không anh? Cái này phải phải đập đi nhỉ. Đập đá dưới này ra. Vâng. Là cái lề chuồng. Vâng. Ô cái này không nỏ à? Phải dỡ ra hết rồi. Ê cứ bảo là anh sửa hỏ nhưng mà anh xê cái này sửa mất công. Vâng. Phá lại làm cái mới cho. Vâng. Đây mình tận dụng là những cái ván này là được mấy ván, cái mấy miếng ván rồi. Đúng mấy không? Cái này á? Vâng. Ờ có. Đấy. Chắc là có sử dụng. Kia. Mình cứ tận dụng được cái gì tận dụng anh ạ. Cái nào tận dụng sử dụng được thì cứ sử dụng cái đấy. Vâng. Chỉ cái khô chuồng này thì không tính, cái này phải phá. Dạ vâng. Làm cái chuồng mới cho nó đảm bảo. Thì bây giờ mùa rét rồi anh ạ, không gió vào thổi đây này. Đúng rồi. Hồi mình người không chịu được, không chịu lợn nật. Thế là lạnh quá. Lạnh vâng. Chết quá, lạnh là cái chuồng mới cho đấy. Đây anh Chứ ạ. Mua ở chợ thì dễ hơn đấy. Đâu à, xính này ra đây anh nhờ một tí. Đây nhá, thì cái tiền hôm trước là mua hết là Pro là bao nhiêu tiền một tấm anh? Pro thì 28 thế nào? 48 một tấm. 48.000 một tấm. 48.000 một tấm. Là bao nhiêu tấm anh? 25 tấm. Đây nhá, để em xem nào. 25 tấm nhân với 48.000 đúng không? Đẩy ba mấy cục lâu. Thế là 1.200.000. Vâng. Với lại là 7 tấn ván. 7 tấn thì mỗi một tấn thì anh mua ở hiểu về thì 133.000 một tấn. Vâng. 7 tấn. Thì là cộng là 945.000. Vâng. Nói anh tổng cộng trong sổ của anh thì 2.100.000 là 2.145.000. Ừ, đúng đó. Đấy thì em gửi anh luôn. Em gửi anh luôn nhé. Vâng. 2.145.000 này.
2 triệu này. 145.000 không? Anh có tiền lẻ đấy không? Đấy. Đấy. Thế này thì anh cứ đưa tiền lẻ cho em. Đây. Đây thôi anh. Nhá. Đây vâng, anh bù lại cho em. Đây. Vâng vâng. Này. 2 triệu 145.000 anh bù cho em là 365.000. 355.000. Vâng. 355.000. Vâng. Đấy thì vâng. 300 trước đi. Vâng, 300. 55.000. Vâng. Đây, 5.000 này. Vâng, đấy. Đây nhá, thì đây thì là còn 855.000 thì anh gửi lại cho em nhé. Để là mình mua rồng rồi là hôm nay là mua thức ăn để cho các anh em ăn đấy nhá. Vì các anh em hộ mình mà. Thì mình nấu cơm cho các anh em ăn nữa nhá. Cái này cái tiền thừa nhá. Đây tiền thừa là tổng là 3 triệu là đã anh đã bàn giao lại cho em đủ nhé. Bán xong quân vòng thì vâng. Xong quân thì bác mua đủ cho cháu. Đấy mua đúng rồi. Thì ấy mình dặn cho. Đấy gửi cho em vâng. Thì hôm nay em mua con gà để đãi anh em nữa nhé. Vâng. Đấy. Vâng. Để hôm nào làm xong á. Đấy. Vâng, thì em cảm ơn anh Chứ nhá. Ôi, anh vất vả quá, nói chung là làm việc thôn việc xóm là giúp đỡ mọi người. Vâng. Dạ vâng vâng. Đấy. Anh đang giúp đỡ bà con. Ừ, không có gì đâu. Bây giờ anh xuống xem bà con xẻ gỗ một tí. Vâng. Trời này mà ngồi bếp lửa mọi người cũng không muốn nhấc đít đứng dậy. Nên là tốt nhất là không ngồi sưởi. Đây này anh Chứ ấy, đây mình tận dụng mấy cái tấm ván này này. Được mà. Mấy cái tấm ván này tận dụng được mà. Tận dụng được xong là mình xẻ mấy cái tấm ván ép kia ra mình ốp lại vào đây. Vâng. Đấy. Từ từ cứ vâng. Cho mấy thủy tinh nào đủ rồi thì thôi không. Với lại vâng. Cứ sử dụng dần dần. Với lại xong là cái chỗ bên tường bên này này, đây là rất là gió luôn nhá. Thì em bây giờ mua thêm cái tấm bạt để mình căng. Hoặc mình hoặc là mình phải đóng cái tấm ván là ở bên chỗ ngủ này này. Mình thay lấy mấy cái tấm ván này bây giờ đóng hết vào chỗ bên chỗ ngủ này để gió đỡ lùa vào nhé. Đấy. Nên là hay giỏi á. Cá nó này kì ông có tài chuyện nhau chẳng mua cho cháu ba lọ lông. Sao nó có chặt bự cho ông mới tên đuốt rồi cái chết thò cho nên có cái này vi. Đấy. Thì mấy hôm nữa có gì anh Chứ sửa hộ lại hộ em với nhá. Vâng, có gì đấy. Thì anh hối dính cho. Vâng, vì là vợ em Xính thì vừa mới đẻ xong ấy thì cháu nhỏ lạnh thì quá. Cũng lạnh. Lạnh cái mùa này xong là sương mù nó xuống nó ẩm hết chăn chiếu ấy. Vâng. Đấy mấy cột này là thoải mái rồi. Đây bà con là cho anh. Bà con muốn cho 1-2 cây thế này. Đấy, ôi giời thế thì con gì bằng nữa. Mấy chú bác của cháu Sánh này cho mình. Vâng. À đây cái tét nước này hôm trước là được hỗ trợ đây đúng không anh? Đấy. Vâng. Cái này là của em hỗ trợ. Vâng, đây là của Sánh. Cô Lệ Lâm là hỗ trợ. Đấy. Thì mình xem tìm hướng nước ở đây nhỉ. Yeah. Chưa có mua rồi, chưa có nước rồi. Vâng, chưa có đâu gì anh. Đấy, mình hứng nước đây nhá. Cái này đợt này được trước. Chưa có cái khuấn cái gì vải. Chưa có cái van này. Cái van thì ở bên em đưa hết bên chỗ anh Hờ rồi. Đưa hết rồi sang bên chỗ anh Hờ lấy nhá. Cả đợt trước với đưa hết à? Vâng, đợt trước là em đưa hết rồi, đưa sạch rồi. Vâng. Mai kia nó tính mang về. Đấy. Lắc vào đấy. Thì xong là để tí sang em bảo anh Hờ cho. Thôi mình đi xuống xem là bà con xẻ gỗ một tí. Vâng. Đường là cái sánh này không khó đi vẫn lên. Không mình đi thì không sao nhưng chủ yếu là sợ các cháu đi ấy anh ạ. Mà có khi trẻ con nó leo trèo ác hơn cả mình ấy. Vâng. Ôi dù bà con mình lại xẻ bằng tay kiểu này, cả thôn mình lại không có điện nhờ. Không có điện là sai thôi. Đúng rồi. Xẻ tay kiểu này ác phết đấy nhờ. Thừa là thôn mình này làm thì phải xẻ tay hết. Vâng. Điện, máy cáp, máy xẻ. Vâng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cái sảnh có này phải biết là cái này thì mình buộc vào cái cục này buộc nó mới chắc được đúng không anh? Chắc nhá. Không không buộc vào là không sẽ nó bị lệch ấy nhỉ. Nó lệch nỏ lành kia này. Ôi cái này thì phải là bên anh em sẽ có em mới làm được. Thế mà ra lộ tập là cái đầu đi chứ. Ừ, yo. Chính là chứ. Thiệt là tổng ra đám tổng tôi sẵn ở mình kia. Nên chỉ có công. Ừ, cái này không biết công. Thì nó lại thâu rồi khó. Dạ, nó lại chạy tăng rồi. Ừ, dạ, dạ, dạ. Đóng vào. Đóng vào cho nó chắc. Ý, tí này, bây giờ nó chả biết cay. Nhớ để tao cầm. Đấy, có lo đặt sau sẽ có chuyện đánh nhau em đặt tài xì đi chơi game ok đó chỉ cài có chỉ khi điện giấy của tao khi sao bao khi không chỉ khi điện giấy ok thì trả lại bộ chơi không chơi mà bộ tao chơi chỉ khi thì trả xin đây vách các vách tường đấy đều bằng cây cỏ bò hết đây này. Cái mùa này thì ấy lắm, lạnh lắm. Đấy. Đây nhà anh chị ấy, nhà anh chính có còn đây làm ra cả cái hòn đá to vật vã này. Cái này tốt nhất phải thêm máy khoan để khoan đập hết. Và khoan đập đi, không để vâng. Bỏ nó ra hết thì mới rỗng hơn. Dạ vâng. Ui bà con mình khó khăn quá. Anh chính là có hai cháu nhỉ? Hai đứa. Vâng, hai cháu đây đúng không? Đấy. Ui. Chít chít chít. Chít chít chít. Nè chú cho thêm cái bánh nữa này. Ồ sao lạnh này, sao không mặc cái quần vào cho cháu. Ừ, nè chú cho này. Chính này nó không có chùa nữa, chùa. Ô để em vào xem sự cái chuồng của anh chính ấy nào. Là chùa của Sánh đó. Vâng. Ô đây nhà anh chính là có hai con lợn à? Có hai con lợn to. Vâng, hai con lợn. Đây nhưng mà chuồng cũng không đảm bảo mấy, xấu quá. Nhưng cũng được hơn là được thêm cái mái, cái mặn đỡ hơn. Vâng. Mái ở trên này đảm bảo rồi nhưng mà cái xung quanh khô không phun chuồng này. Dạ vâng. Không có được bán. Vâng. Đấy thực ra nhà anh chính cũng khó khăn đấy nhỉ, cũng không kém gì nhà em Lầu Mì Xính đâu. Nhà được cái là nó thấp hơn, nó to hơn một tí. To rồi nhưng mà không được điều kiện. Nhưng mà nhà tranh vách nứa toàn mấy bà con mình tận dụng hết cái cây cỏ bò để mà làm tường, em thấy khổ thân quá. Mà cái mùa này mà không có cái tấm bạt này mình gọi là tận dụng ấy thì khả năng là anh xem như nào, xong là anh thử liệt kê cho em những cái hộ bây giờ thì cái số tiền nó không lớn lắm ấy. Nhưng mà anh xem những cái hộ nào mà nhà tranh vách nứa mà có các cháu nhỏ ấy thì anh liệt kê hộ em để em hỗ trợ cho bà con là những cái tấm bạt để mình dùng tạm. Là mình trải ra để sương mù nó đỡ bay vào nhà ấy. Để đỡ chăn chiếu, ướt chăn chiếu nhỉ. Không là đắp chăn chiếu ẩm là ui bệnh tật ra đấy. Vâng. Thế em cảm ơn anh Chứ nhé. Vâng. Có gì may kia thế này em lại vào. Dạ. Sánh một lần. Dạ vâng. Thế không chiều nay em lại quay lại. Vâng. Hôm nay thì bà con làm lại cái chuồng là vui rồi. Đúng rồi. Hôm nay bắt đầu cái hàng là từ hôm nay. Dạ không vâng. Con là nhưng mà là mấy tía xong thì có việc. Sáng nay thì bà con vâng. Này đang sửa cái dưới đường. Tuyến đường dưới này anh. Tuyến đường sọc ấy, sọc dưới bên kia ấy. À. Đó. À sang bên kia ở bên điểm sán xỉ lủng B gì anh? Không không. Ờ. À sửa cái dưới đường ấy. À. Đắp là mình đắp kè vào gì? Ờ đấy. Trước thì nó bị sọc xuống. Vâng. Thì sáng nay anh huy động bà con. Vâng. Xã hỗ trợ 20 bao xi măng. À, xã hỗ trợ 20 bao xi măng ấy. 20 bao xi măng thì cho thô từ một đá này xuống. Dạ, vâng. Vâng. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh các chị.
các anh chỉ mệnh bê mệnh thường quân để giúp đỡ ông làm y sánh. Thì hôm nay làm y sánh thì các anh chỉ mệnh thường quân giúp đỡ kinh phí để mua được một con bò, lại một con lợn chăm chỉ chăm sóc cho gia đình của ê làm y sánh rồi. Thì bây giờ đang thiếu cái chuồng bò chuồng lợn không đảm bảo chất lượng, thì hiện nay hôm nay thì tôi với lại em mình đang huy động làm y sánh tiếp tục làm một cái chuồng mới, hay là huy động mấy anh em bà co giúp đỡ ông ê làm y sánh đang làm một cái chuồng bò chuồng lợn cho nó đảm bảo chất lượng để nuôi bò nuôi lợn. Hôm nay thì tôi rất là cảm ơn các anh các chị bên mình thì qua. Vâng, thì em cũng cảm ơn anh Chứ. Thực ra là anh Chứ cũng rất là vất vả để mà để giúp đỡ cho nó đảm bảo chất lượng của các anh các chị. Vâng, kiên gõ kinh phí để chăm sóc bản co dạ, vâng. Đảm bảo. Thực ra thì con lợn. Bà con ở thôn mình cũng rất là khó khăn anh ạ. Đúng rồi. Thì em cũng chỉ gọi là dốc hết sức mình, nói chung là cố gắng làm sao mà là một người cầu nối, một người đưa thư giữa các anh chị cô chú mạnh thường quân với lại bà con thôn bản để mà giúp đỡ bà con là từng bước đi lên đổi mới. Đúng rồi. Một lần nữa cho Nắng Cao Nguyên xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em Lầu Mì Xính nói riêng mà cũng như là toàn thể bà con trong thôn Sán Xỉ Lủng nói chung. Bây giờ thì Nắng Cao Nguyên cũng xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.